thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, nhà ngoại giao, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đạt được những thành tựu vĩ đại trong suốt 79 năm qua là do tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đặc biệt là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu, luôn trung thành tuyệt đối và vô hạn với lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những anh hùng, liệt sĩ và những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang ra sức phấn đấu, bứt tốc để sớm về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng làm động lực, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân làm nền tảng, nhất định Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không ngừng phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, sự hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, với vai trò cầu nối, thúc đẩy các nhà ngoại giao, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài trong xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức, tận dụng cơ hội chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững, định hình một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng dựa trên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Thay mặt đoàn ngoại giao, Đại sứ Nhà nước Palestine bày tỏ sự ngưỡng mộ khi trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, ngoại giao cây tre, biểu tượng của sự mềm dẻo, kiên cường, linh hoạt nhưng nhất quán đã được Việt Nam thực hiện toàn diện, hiệu quả, tiếp tục là bản sắc và khẳng định vị thế trên trường quốc tế để mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với bạn bè trên khắp thế giới. Đại sứ cũng khẳng định cam kết và quyết tâm nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh với nhiều tiết mục đặc sắc do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn. Trong đó có nhiều bài hát, tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.